Và mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi xin nhắc đến con số 2,83 tỷ thưa quý vị. Đây là số lợi nhuận ròng của hãng sản xuất xe Daimler trong quý 2, 2,83 tỷ euro. Con số này gấp đôi hồi quý 1 do hãng đã bán 7,5% cổ phần trong tập đoàn phòng thủ hàng không và vũ trụ châu Âu. Tuy doanh thu tăng, nhưng hãng ô tô của Đức này vẫn phải đối mặt với cạnh tranh từ các đối thủ. BMW và Volkswagen Audi vẫn chiếm ưu thế ở dòng xe nhỏ gọn, hiệu suất cao, trong khi Daimler vẫn chưa có kênh phân phối rộng rãi ở thị trường lớn Trung Quốc. Sắp tới, hãng sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới Mercedes cũng sẽ tung ra dòng xe Benz mới. Ngoài ra, Daimler đang tiến hành một số biện pháp giảm chi phí sản xuất, hy vọng tiết kiệm được 2 tỷ euro từ đây đến cuối năm.